Bạn có biết số tiền 500 triệu là thu nhập một ngày của gia đình thợ đào đá quý Oban này? Nó còn nhiều hơn số tiền lương năm củ 10 năm cộng lại của tôi luôn á mọi người. Bởi vì thứ họ đang đào là đá quý Oban đen trị giá 800 triệu trên 1 carat. Viên Oban đen đầy màu sắc này là vua của tất cả đá quý Oban. Hiện nay nơi sản xuất chỉ có Lightning Ridge của Úc. Nhưng muốn tìm được nó trừ việc phải có một lòng dũng cảm không sợ nguy hiểm thì còn phải rất may mắn. Đó cũng là lý do vì sao đá Oban có giá trị như vậy nhưng không có công ty lớn nào dám đầu tư vào khai thác. Số đá Oban trên thị trường phần lớn đều đến từ các thợ đào ở địa phương. Người phụ nữ tên Kelly này là một trong số thợ săn đá quý nổi tiếng ở đây. Có thể nói những ngày tháng tốt đẹp của cả gia đình cô bây giờ đều là nhờ đá Oban. Nhưng 2 năm gần đây lại không thành công lắm. Vào mùa trước, do cô ấy không đào được đá quý gì đáng tiền nên đành phải lấy ra số đá đã giấu của anh Bảy từ nhà kho lên để bán đi. Như vậy mới có thể thanh toán các hóa đơn và tiền nợ ngân hàng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là Kelly lại tự cắt và đánh bóng đá quý, tiết kiệm được khoản không nhỏ do người trung gian kiếm chênh lệch giá. Thảo nào Justin, người chuyên thu mua đá không đến chỗ cô ấy để thu mua bán lại. Hóa ra người ta là tự sản xuất tự bán luôn, hơn nữa quan trọng là Justin cũng không mua nổi. Trở về hiện tại, sau khi hoàn thành xong công tác chuẩn bị, Kelly vô cùng tự tin đặt mục tiêu 3 tỷ rưỡi cho mùa khai thác mới. Vì sao cô ấy tự tin như vậy? Hóa ra mùa này cô ấy đã bao thầu một khu vực khai thác có tiềm năng rất lớn. Nghe nói khắp nơi ở đây đều là đá quý. Chủ cũ của khu vực khai thác đã kiếm được bộn tiền ở đây. Nhưng nếu Kelly muốn được như đối phương thì trước tiên phải chinh phục được mỏ cũ sâu 8 mét dưới lòng đất. Ai cũng biết ở dưới mỏ rất nguy hiểm, càng chưa nói đến đó lại là một mỏ cũ. May mắn là trong nhà vẫn còn hai ông được dựa còn dùng được, lần lượt là chồng của Kenny, John và anh rể Mark. Hai người họ không những là thợ mỏ giàu kinh nghiệm mà còn là chỗ dựa vững chắc của Kelly. Không lâu sau hai người đã đến bên cạnh hố mỏ. Nhưng trước khi chính thức xuống dưới đào đá quý thì họ phải làm một biện pháp bảo vệ trước, tránh hố mỏ sập xuống vùi họ dưới lòng đất. Do người chủ trước kia khai thác quá mức đã khiến lòng đất của khu vực khai thác này sắp bị đào xuyên qua rồi. Bởi vậy thằng kia người ba tàu nó nói rồi, ở đời không có gì nó ngon mà nó rẻ nó để mày ăn đâu. Để đảm bảo an toàn họ chỉ có thể lấy thanh gỗ để chống đỡ. Sau khi tự trấn an rằng đã an toàn, họ lấy máy xúc nhỏ ra bắt đầu công việc. Lúc này anh rể Mark của Kelly phụ trách điều khiển. Công việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy với anh không hề nhàm chán. Dù sao thì không có người đàn ông nào có thể từ chối máy xúc. Quan trọng hơn là mỗi nhát đào đều khiến mọi người mong đợi. Bởi vì không ai biết Oban sẽ xuất hiện vào lúc nào. Đó thấy không mọi người, tôi vừa dứt lời thì một viên đá quý đẹp đến nghẹt thở xuất hiện trước mắt họ. Cả gia đình vừa kích động vừa phấn khích. Ở mùa trước một viên cũng chẳng tìm thấy, vậy mà mùa này chỉ vừa mới bắt đầu đã tìm được Oban đen. Nhưng người ta nói vui thôi đừng vui quá, bởi vì Mark dùng sức quá mạnh lập tức làm vỡ khối Oban thành hai nửa. Thấy vậy sắc mặt Kelly lập tức trầm xuống. Khi cô ấy đang muốn chửi thề thì phát hiện trên bức tường vẫn còn một khối chưa được đào xuống. Lần này hai người vô cùng cẩn thận, đến khi lấy ra viên đá quý nguyên vẹn thì sắc mặt của Kelly mới dịu lại. Sau đó cô ấy cầm đá quý trở về xưởng đánh bóng chúng. Trùng hợp là ngày mai cũng có khách hàng muốn đến xem. Vừa ngồi xuống máy Kelly bắt đầu đánh bóng. Thời gian dần trôi đi, trong tay cô ấy cũng dần xuất hiện một viên đá quý rực rỡ. Nhưng muốn bán với giá tốt nhất thì còn cần loại bỏ khối màu đen ở phía dưới mà không làm hỏng sự nguyên vẹn của đá quý. Lúc này áp lực của Kelly rất lớn, nhưng nhiều năm trong nghề cũng khiến trái tim của cô ấy rất mạnh mẽ. Không lâu sau một viên Oban đen hoàn hảo xuất hiện trước mắt mọi người. Dựa theo chất lượng và kích thước, hai vợ chồng đoán có lẽ đáng giá hơn 100 triệu. Sau đó Kelly tiếp tục chọn đá để đánh bóng, bởi vì bình thường khách hàng sẽ lấy hết trong một lần mua. Sáng sớm hôm sau, người thu mua đến như đã hẹn. Anh ấy cũng là thợ kim hoàn nổi tiếng ở địa phương. Vì Oban đen rất hiếm thấy nên anh ấy đã ngay lập tức đến gặp Kelly để mua. Nhưng lúc này Kelly không hề thích đối phương, vì mọi người đều là thương nhân nên mục đích cũng chỉ có lợi nhuận. Do đó rất khó có được kết quả mà hai bên đều hài lòng. Sau khi nhìn rất lâu, anh ấy đưa ra cái giá 460 triệu để mua tất cả đá Oban trong khay. Nhưng Kelly lập tức từ chối luôn, nói rằng ít nhất phải 530 triệu hết chỗ này. Do cả hai đều là người trong nghề nên cũng không phí lời nữa. Cuối cùng đạt được thỏa thuận là 506 triệu để giao dịch. Sau khi về phòng làm việc, trên mặt Kelly lộ ra sự nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên đã thu được hơn một đạt Vinaphone, ai mà không vui cho được chứ. Nhưng nếu mọi người nghĩ kiếm tiền dễ như vậy thì rốt cuộc đã làm điều đó thế nào? Đầu tiên phải bỏ số tiền lớn bao thầu một khu vực khai thác có tiềm năng hên xui. Sau đó cần đi xuống hố mỏ cũ sâu 8 mét. Cuối cùng tìm một máy xúc nhỏ chuyên dụng rồi từng chút mà đục tường đá. Nói về dường như rất dễ nhưng thực tế thì rất khó khăn. Vì nếu không may mắn có thể nguyên cả một mùa cũng không đào được một khối. Còn may mắn thì chỉ trong một ngày đã thu được viên đá trị giá một căn villa. Ví dụ như gia đình Kelly tôi đang review đây. Còn hàng trăm thợ đào khác tôi không review thì bạn đoán được rồi đấy. Chỉ đào được cái nịt thôi. Nhưng chỉ dựa vào 500 triệu vừa kiếm được thì không thể nuôi sống đại gia đình này. Dù sao mục tiêu của họ vẫn là 3 tỷ rưỡi. Ngày hôm sau, gia đình Kelly lại quay về hố mỏ mạo hiểm kia. Họ quyết định tiếp tục khai thác bức tường đã tìm được đá quý khi trước. Còn về nữ thần may mắn có hiển linh nữa không thì không ai biết cả. Dù sao thì Oban đen thực sự quá hiếm thấy và quý giá. Tất nhiên nếu sản lượng loại đá này mà nhiều thì chưa chắc đã đáng tiền. Chiếc máy xúc xới ra từng chút đất một, còn ống chân không ở phía dưới hút hết chúng vào. Nghe nói một ngày có thể di chuyển 10 tấn đất đá.
Xem đến đây chắc sẽ có bạn thắc mắc vì sao không dùng gầu múc lớn hơn cho máy xúc. Hóa ra loại đá ô ban này thường xuất hiện rải rác khắp nơi và không có mạch khoáng rõ ràng. Hơn nữa còn rất dễ vỡ tan. Do đó người điều khiển máy xúc buộc phải có kiên nhẫn và kỹ thuật mới được. Một bên khác, đất đá được hút vào ống chân không sẽ được vận chuyển lên mặt đất để sàng lọc, bảo đảm sẽ không có cá lọt lưới. Dù sao thì một cara ô ban đen chất lượng tốt cũng đáng giá hàng trăm triệu. Để lọt một viên đá nhỏ xíu cũng bằng lương mấy tháng con đỗ nghèo khỉ như tôi làm editor. Trở lại mỏ dưới lòng đất, vài giờ làm việc khiến mọi người dần dần mất hết kiên nhẫn. Đá ô ban thực sự quá khó tìm rồi. Thảo nào các công ty lớn đều không dám đào bởi vì độ mạo hiểm quá cao. Lúc này Kelly đang đứng trước sự lựa chọn là từ bỏ nơi này hay tiếp tục tin vào thần may mắn. Có lẽ đối với người bình thường đây là một quyết định dễ dàng, nhưng đối với Kelly thì mỗi phút máy móc hoạt động đồng nghĩa với tiền cũng mất đi một chút. Do đó quyết định của cô ấy liên quan đến vận mệnh của cả gia đình nhỏ này. Kiếm được còn có tiếng nói, lỗ thì tối về chồng mông lên cho chồng phạt. Nhưng chưa đợi cô ấy đưa ra quyết định thì máy quạt gió ở trên mặt đất đột ngột đình công rồi. Chồng và anh rể của Kelly trèo lên kiểm tra, nhưng xui xẻo là vấn đề không hề nhỏ. Nếu không được sửa ngay thì cả gia đình có thể phải đình công một tuần. Đây là đả kích không nhỏ với họ. Lúc này Kenny cũng dừng công việc trong tay mà lo lắng nhìn người nhà sửa máy. Rất lâu sau, Mark nói rằng thử khởi động lại lần cuối cùng xem sao. Nếu còn không được nữa thì từ bỏ luôn. Nhìn thấy máy lại hoạt động bình thường, mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó họ lại trở về hố mỏ và tiếp tục đào đá quý. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Ngay sau đó đá ô ban mà mọi người mong đợi rất lâu cuối cùng đã xuất hiện. Cho đến lúc này thì trên mặt mọi người mới có lại nụ cười. Mặc dù màu sắc số đá này khá đẹp, nhưng muốn xác nhận giá cả thì Kelly phải quay về đánh bóng một chút mới biết được. Sau đó mọi người dừng công việc trong tay lại và rời khỏi lòng đất. Nhưng công việc chưa hề kết thúc, đống đất được máy quạt gió hút ra trước đó phải được tiến hành sàng lọc lần hai. Nhìn những viên đá trắng sạch vừa được rửa trong máng, mọi người tràn đầy hy vọng và bắt đầu tìm đá quý. Những con cá lọt lưới quả thật không ít. Tôi cảm thấy hình như nó còn nhiều hơn số ô ban được họ đào ra, nhưng chất lượng đều rất bình thường. Hơn nữa đây là được sàng lọc ra từ 20 tấn đất đá, nếu tính trung bình thì không hề nhiều. Sau đó Kelly cầm tất cả đá quý về phòng làm việc và đánh bóng thâu đêm. Mặc dù qua màn hình chúng ta thấy số đá này khá đẹp, nhưng thực ra chất lượng của chúng chỉ là tầm trung. 21 viên đá ô ban này Kelly ước tính giá khoảng hơn 160 triệu thôi. Sau khi cô ấy mang chúng đến chỗ thu mua thì đối phương lại cắn bớt đi 30 triệu. Sau đó hai người đều lùi một bước lấy giá 140 triệu để giao dịch. Vẫn là câu nói cũ, đều là người trong nghề nên không cần phí lời. Vậy là mục tiêu kiếm 3 tỷ rưỡi của Kelly lại tiến dần thêm một bước. Liệu tiếp theo Kelly và người nhà của mình có hoàn thành được mục tiêu đề ra hay không? Và có những rắc rối gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chỉ mới đầu tuần trước, bà chủ Kelly và nhóm đào của mình còn vui mừng vì đào được số ô ban đen trị giá 500 triệu. Vậy mà hôm nay đã buồn bã vì đã bay sạch không còn một xu. Bởi mới nói, muốn ra xã hội làm ăn bươn chải phải chấp nhận đắng cay ngọt bùi, muốn kiếm được tiền phải biết mạo hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng nhóm của Kelly đã đào liên tiếp mấy tuần liên tục mà cũng không đào được viên đá quý nào. Kelly đành phải cắn răng bóp bụng thuê thêm một khu vực khai thác mới. Đây là một khu mỏ bí mật ít ai biết đến, nghe nói nó chưa từng được khai thác trước đây. Kelly đã bí mật thăm dò mỏ quặng này sau lưng các đồng nghiệp của mình. Hôm nay cuối cùng đã có thể sử dụng nó để vượt kiếp nạn thứ 82. Theo như cô ấy nói, dưới lòng đất nơi này có thể ẩn giấu ô ban đen trị giá 1 cara bằng 2 đạt Vinaphone. Không lâu sau cô ấy lái xe đến một vùng hoang dã xa xôi quanh thị trấn. Nơi này có một hố mỏ vừa mới đào không lâu. Kelly cảm thấy thời cơ sắp đến rồi. Sau đó cô ấy tìm thanh sắt đóng cột mốc xung quanh khu vực khai thác. Có thứ này thì người khác sẽ không bước vào đây nữa. Lúc này, hố mỏ đã đào sâu 3 mét. Tiếp theo cần đào sang hai bên và tiếp tục mở rộng không gian của hố mỏ. Cuối cùng là đưa máy xúc nhỏ vào trong. Nhưng nói thì dễ làm thì khó. Tìm ai đến đào mới là vấn đề. Bởi vì lúc này chồng và anh rể của cô ấy đang bận túi bụi ở khu vực khai thác lúc cũ. Mà chuyện đào mỏ này vẫn phải tìm một người đáng tin cậy mới được. Nghĩ đi nghĩ lại Kelly quyết định tìm đến người bố đã nghỉ hưu từ lâu và thợ mỏ đáng tin cậy Harry. Nhưng người làm việc chủ yếu vẫn là Harry khỏe mạnh. Còn bố cô ấy đến thực ra là để giám sát. Sau khi phân chia công việc xong, Kelly giao lại nơi này cho anh ấy. Tào Tháo trong Tam Quốc từng nói, đã sử dụng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không nên dùng. Chỉ có xây dựng mối quan hệ tin tưởng tốt đẹp mới có thể đôi bên cùng có lợi. Sau đó Harry vận chuyển tất cả đồ đạc đến khu vực khai thác bí mật này. Trước khi cho máy xúc xuống thì anh ấy cần phải lấy máy khoan tiến hành khai thác thủ công trước đã. Đây là một công việc vừa nguy hiểm vừa đòi hỏi kỹ thuật. Không chỉ khí oxy bên dưới rất loãng, hơn nữa chỉ không cẩn thận một chút thì đá sẽ rơi xuống người. Trong tình huống này thì bên trên chỉ cần ghi tên anh lên bia mộ nữa là mộ yên mà đẹp luôn. Điều này giống như một trò chơi mạo hiểm. Khi Harry và máy móc sắp không chịu được nữa thì một viên ô ban lấp lánh bỗng nhiên xuất hiện khiến Harry vô cùng kích động. Mặc dù chất lượng rất bình thường nhưng quả thật là mong đợi lớn nhất đối với thợ mỏ làm việc khổ cực rồi. Mà có thể đây chỉ là bắt đầu, nói không chừng trong quá trình đục khi nãy đã có một số đá ô ban được anh ấy hút ra bằng ống. Vừa nghĩ như vậy, Harry hoàn toàn không còn tâm trạng tiếp tục làm việc mà lập tức lái chiếc xe chất đầy đất đến nơi sàng lọc đá quý. Anh ấy háo hức muốn biết nơi chưa từng được khai thác này rốt cuộc có tiềm năng khai thác xứng đáng hay không. Rất nhanh tin tức tìm được đá quý ở khu mỏ mới cũng tới tai Kelly.
Cô ấy cũng nóng lòng muốn biết khu vực khai thác bí mật có bao nhiêu ô ban. Vừa hay lúc này cũng sàng lọc xong rồi, mọi người cuối mình tìm kiếm từng viên một. Rất nhanh Kelly tinh mắt đã tìm được một viên ô ban, nhưng đáng tiếc không phải ô ban đen mà là thạch anh ô ban. Mặc dù giá không cao bằng ô ban đen nhưng chất lượng của viên này cũng khá tốt. Kelly cho rằng nó đáng giá ít nhất cũng 20-30 triệu. Mà bất ngờ vẫn chưa kết thúc, ngay giây tiếp theo Harry lại tìm được một viên lớn hơn. Điều này khiến Kelly vô cùng kích động, suýt chút nữa nhận nhầm anh ấy làm chồng luôn. Tiếp theo là viên thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cho đến khi tìm được viên cuối cùng thì trước mắt họ đã có một đống nhỏ. Do chất lượng rất khác nhau, Kelly ước tính tổng cộng chỗ này có thể bán được khoảng một đạt Vinaphone. Điều này đã chứng minh được tiềm năng của khu vực khai thác mới rồi. Kelly lại tiến gần thêm một bước với mục tiêu 3 tỷ rưỡi trong mùa khai thác này. Tất cả đều là nhờ công của thợ mỏ Harry đầy kinh nghiệm. Anh ấy đã mạo hiểm cả tính mạng để khai thác đá quý. Thật không dễ dàng gì mới tìm được số ô ban giá trị 500 triệu nhưng lại bị bà chủ Kelly đuổi việc luôn. Cũng may là gặp Harry ổng hiền chứ gặp tôi là tôi cưng vô lay bà rồi. Càng khó tin hơn là ngày hôm sau Kelly đã tự mình xuống mỏ để khai thác đá quý. Hóa ra mục tiêu lúc đầu của cô ấy chỉ là tìm một người mở đường để hoàn thành phần khó khai thác nhất của mỏ. Lúc này mỏ đã đào gần xong rồi. Bây giờ là lúc cô ấy chuẩn bị thu hoạch. Mà lòng tham của Kelly cũng rất lớn. Cô ấy không để ý đến đá ô ban trắng giá trị thấp. Muốn đào thì phải đào ô ban đen trị giá 2 đạt vina trên 1 cara. Nhưng tất cả thợ săn đá quý đều biết không phải cứ nỗ lực là sẽ tìm được nó. Quan trọng nhất thì vẫn phải xem nhân phẩm như thế nào. Không chút do dự Kelly hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chậm rãi trèo xuống dưới mỏ. Nhưng cho dù cô ấy có kinh nghiệm sống dưới mỏ mấy chục năm thì cũng vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình. Tuy lúc này máy xúc nhỏ đã được chuyển xuống, nhưng lần này Kelly chỉ có một mình đến đào đá quý nên chỉ cần một cái cuốc là được. Sau khi nhìn xung quanh xong cô ấy bắt đầu thăm dò toàn bộ bức tường đá, cố gắng tìm đá quý khiến đôi mắt của cô ấy tỏa sáng. Cũng may là diện tích hố mỏ này không lớn. Lúc này Kelly cố gắng dựa theo kinh nghiệm của mình để tìm một số dấu vết của mạch khoáng, nhưng một trong những nguyên nhân khiến sản lượng đá ô ban thấp là vì không có tính tập trung. Mặc dù mới đào được ô ban chỗ này nhưng tiếp theo có thể chẳng có gì. Khi Kelly muốn từ bỏ bất ngờ bức tường đá trước mắt lộ ra một khối ô ban cực lớn khiến Kelly lập tức khôi phục nhiệt huyết. Lúc này cô ấy vừa phấn khích vừa kích động, cảm giác giống như vừa phá đảo một trò chơi đào kho báu thực sự. Trở về hiện tại, người bình thường chắc chắn sẽ nỗ lực tiếp tục khai thác tìm vận may. Nhưng Kelly thì ngược lại, cô ấy muốn lập tức quay về đánh bóng đá quý xem rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Sau đó liền phấn khích trèo lên và trở về phòng làm việc. Cô ấy sắp biết được nửa giờ làm việc của ngày hôm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Thời gian trôi đi, viên đá lớn lúc trước dần dần trở thành một viên đá quý ô ban tuyệt đẹp. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là nó không phải ô ban đen mà là một viên thạch anh ô ban. Tuy giá trị thấp hơn một chút nhưng bù lại viên đá quý này nặng đến 11 gram. Hơn nữa màu sắc cũng khá đẹp. Kelly ước tính nó đáng giá ít nhất 300-350 triệu. Sau đó Kelly lập tức đến chỗ thu mua. Nhưng ai mà ngờ đối phương chỉ nhìn một cái rồi tiếc nuối nói rằng hiện tại ông ấy không mua thạch anh ô ban. Đến đây Kelly cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Vừa rồi cô ấy phấn khích đến nỗi quên đi mất loại đá quý này không hề dễ bán. So sánh với ô ban đen thì chính là một trời một vực. Sau đó cô ấy kìm nén nỗi buồn và trở lại khu vực khai thác lần nữa. Hy vọng sau đó sẽ có phát hiện mới. Nhưng nói gì nói chuyện tâm linh cũng không đùa được đâu. Mọi người có để ý là sau khi bà chủ Kelly sa thải người thợ mỏ chăm chỉ thì vận may liền giảm mạnh không? Đầu tiên là tìm được một viên thạch anh ô ban giá 300 triệu nhưng không có người mua. Sau đó thì mấy tuần liên tục đều không có thu hoạch gì. Chỉ thấy mùa khai thác sắp kết thúc mà tiền vốn của cô ấy bắt đầu cạn dần. Nguy hiểm hơn là bây giờ không có ai muốn làm việc cho cô ấy nữa. Mặc dù có hai khu vực khai thác nhưng chỉ có một chỗ có thể tiếp tục làm việc. Không còn cách nào khác, Thánh Bào Kelly chỉ có thể tìm cậu con trai lớn của mình nhờ giúp đỡ. Tuy rằng cậu ta vẫn còn nhỏ nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy đến giúp đỡ Kelly miễn phí. Còn cô vẫn luôn cho rằng đây là huấn luyện truyền lại nghề cho con trai. Sau đó hai mẹ con liền xuống mỏ dưới lòng đất. Vì áp lực tiền bạc đang rất lớn nên họ phải tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bức tường đá, không thể bỏ sót tí gì. Nhưng ô ban nào có dễ tìm như vậy, nếu dễ thì cá rồi nó ăn hết rồi. Không lâu sau họ thất vọng trở lại mặt đất. Kelly hít sâu một hơi đưa ra một quyết định táo bạo. Cô ấy muốn đào một hố mỏ khác để khai thác. Rất rõ ràng đây là một canh bạc lớn, đặc biệt là trong lúc họ không còn xu dính túi. Nhưng để kiếm được tiền họ phải biết chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí. Nếu không liều một phen vậy thì khi mùa khai thác kết thúc, thứ chờ đợi họ sẽ là một khoản nợ ngân hàng khổng lồ. Nhưng đào hố mỏ cũng không dễ như vậy. Rất nhanh họ đã đào trúng đá. Để không làm hỏng đầu khoang thì họ chỉ có thể xử lý bằng tay. Mà đây lại là một lượng công việc không hề nhỏ. Lúc này ở khu vực khai thác cũ cách đó 10 km, con trai và chồng của Kelly đang đào đá quý. Chưa làm việc bao lâu thì cậu con quý tử đã nói rằng mình hoàn toàn không có đủ kinh nghiệm. Thậm chí bố cậu ấy muốn con trai lấy rút dụng cụ mà cậu ấy cũng không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Hết cách, người bố chỉ có thể để cậu ấy đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bức tường đá. Nếu có đá quý xuất hiện thì phải lập tức gọi bố. Nhưng đáng tiếc là đến khi công việc kết thúc họ cũng không có phát hiện gì mới. Xem ra mọi hy vọng chỉ có thể gửi gắm lên người Kelly rồi. Trở về khu vực khai thác mới, lúc này Kelly cũng rất buồn rầu. Từng viên đá lớn xuất hiện liên tục phá hủy lòng kiên nhẫn và tiền tiết kiệm của cô ấy. Thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian cũng khiến tâm trạng mọi người đều đi xuống. Nhưng ông trời cũng không tuyệt đường con người. Sau khi máy đào được một lúc, Kelly nhìn đống đất được đào ra liền phấn khích tiến lên kiểm tra.
Cô ấy vô cùng hy vọng sẽ có một viên ô ban đen cực lớn rơi từ trên trời xuống và cứu vớt gia đình họ. Nhưng kỳ tích không xuất hiện. Trong đống đất trước mặt này không những không có ô ban đen, hơn nữa không có cả dấu vết của đá quý. Trực giác nói với Kelly rằng không thể tiếp tục đào xuống. Sau đó cô ấy quả quyết từ bỏ đào hố mà lái xe đến khu vực khai thác cũ cách đó 10 km. Vốn nghĩ có thể nghe được tin tốt, nhưng vẻ mặt của chồng và con trai lại khiến cô ấy thất vọng. Hồi tưởng lại mục tiêu 3,5 tỷ đặt ra vào đầu mùa khai thác, Kelly chỉ cảm thấy mình vô cùng xấu hổ. Điều duy nhất có thể xoay chuyển tình thế bây giờ là bán đi viên ô ban đen cuối cùng giấu của anh bảy mà bấy lâu nay AD Nom Nom Review đang tìm kiếm. Đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng nếu họ còn muốn tiếp tục khai thác vào mùa sau thì buộc phải làm như vậy. Sau đó Kelly về nhà và cầm lấy ra viên ô ban đen tuyệt đẹp kia đến chỗ thu mua đá quý lớn nhất ở địa phương. Sau khi chào hỏi qua loa linh tinh, Kelly lấy ra viên đá quý. Ông chủ liếc nhìn một cái nói đây thực sự là một viên ô ban rất tuyệt. Nghe vậy Kelly lập tức nói muốn bán với giá 575 triệu. Ông chủ cũng không phải người dễ chơi. Vừa nghe giá đã chuyển chủ đề và nói rằng viên đá quý vẫn còn một vài dấu vết. Sau đó liền hạ ra xuống 460 triệu. Mà Kelly cũng là người trong nghề liền vui vẻ đồng ý luôn. Trên thực tế mục tiêu ban đầu của cô ấy chỉ là cái giá này. Bảo sao đào mãi không thấy đá thì ra là do ăn ở. Thấy tiền đã về đến tay, Kelly vừa vui mừng vừa khó chịu. Hy vọng vào mùa khai thác tiếp theo cả gia đình có thể chuyển mình. Được rồi, video hành trình săn đá ô ban đen của gia đình Kelly mùa này đến đây là hết. Nếu thấy video hay và hấp dẫn thì cho mình một like và một theo dõi để kênh phát triển nha các bạn. T91 Vlog xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mãi yêu!